Rồi, hello, xin chào cả nhà nghe. Nay là ngày 26 tháng 4. Em Hào có vô được một lô cu gái anh chị. Một lô cu gái bảy đấu gốc Gia Lai nha anh em. Đây mọi người, nó nằm trên kia rồi cả nhà ha. Thì hồi sáng em Hào có đăng một video là những con chim sika vẹt rồi. Anh em có coi video thì anh em truy cập vô kênh coi lại video hồi nãy em đăng giùm nha cả nhà ha. Còn bây giờ em Hào chỉ quay cu thôi. Anh em, anh chị nào có quan tâm đến thì liên hệ bên em để đặt hàng cả nhà ha. Rồi thì hàng vừa vô, hồi nãy em Hào cho nó lên cây rồi cả nhà. Em Hào cho nó lên cây bên đây rồi. Bây giờ em Hào quay từng con, báo giá từng con. Anh em mình ưng con nào thì bắt nha. Hàng em Hào bao trống cho anh em mình. Hàng này bảy đấu, bảy lập, bảy giò cả nhà. Nó cũng có khả năng ra máy mọi người. Nếu mà bảy lập hiện 100%, còn bảy giò thì xui xui nó vẫn dính máy. Anh chị nào dân chơi là biết rồi. Nhiều khi con cu máy nó vẫn lội xuống, nó vẫn dính giò cả nhà. Thì bảo hành trống cho anh em. Ví dụ như mà có xảy ra máy, anh em tình nghi là máy, anh em cứ alo qua, em Hào sẽ đổi cho mình con khác cả nhà ha. Anh em mình giao lưu vui vẻ nha. Rồi ở đây em Hào kiểm tra hàng rồi, cũng có được 7-8 con gì đó, tỷ lệ trống 90% luôn đó. Còn con nào em tình nghi máy là em Hào sẽ lọc cái một bên luôn. Rồi em Hào sẽ quay cho mọi người coi nha. Anh em mình có mua ủng hộ ha, đồng giá 300 một con cả nhà. Đây, đây là con cu mã số 1 của anh chị, cu mã số 1 nè. Nó nhảy mọi người, nó nhảy. Anh em mình coi vàng quy còn anh em mình ấy ha. Đây, đây là mã số 1 nha anh em, mã số 1 nè. Rồi, ba sĩ. Mã số 2 anh chị, mã số 2 đây. Đó, mã số 2 ha, tướng tá lực lưỡng luôn mọi người. Bự lắm. Đó. Về anh em bỏ lòng nuôi chơi nha. Nhảy đi con, quay đầu qua con. Đưa cái đuôi về sau quay. Đó anh chị ha. Rồi rồi, nó quay nào quay nè. Rồi, tiếp nha, mã số 3 nha anh em, mã số 3 lực lưỡng luôn. Đây là mã số 3 của anh chị. Anh em mình coi thì muốn hộ nha, nó quay cái đít nó vô không rồi chết thì coi coi. Đó, mã số 3 nha quý anh chị. Rồi. Đây là mã số 4 anh em, mã số 4. Mới vô luôn anh em ơi. Mã số 4 nha, anh em nào chơi alo ha, có gỡ từ Quảng Nam về tới Cà Mau luôn anh chị nha, nhưng mà nhận chuyển khoản trước em mới gỡ nha anh chị. Đây là mã số 4 nha anh em, rất là đẹp. Đây là mã số 5 luôn. Mã số 5 anh chị nha, mã số 5. Rồi cả nhà nha. Số 5 cả nhà ơi. Anh em follow kênh giùm em nha. Có thể là chiều nay hoặc ngày mai em Hào sẽ tạo thêm một kênh mới nữa anh chị, sẽ là kênh phụ cả nhà nha. Tại vì đăng mấy con chim còi này lên là bên phía TikTok nó gắt quá. Cảnh báo tài khoản riết là em sợ nó bay màu rồi, bắt đầu anh em kiếm em không có được. Nên em tạo một kênh phụ, anh em qua follow Hào nha. Có bay màu kênh chính thì em Hào sẽ đăng lên kênh phụ cả nhà nha. Rồi anh em mình vẫn tiếp tục giao dịch gặp nhau ha. Còn anh em nào muốn chắc kèo luôn, anh em qua YouTube giùm em, đăng ký kênh giùm em mọi người. Cái kênh em làm 4 năm rồi, anh em qua đăng ký bên đó lúc nào anh em cũng gặp được em hết. Còn bên TikTok thì anh em tí xíu nó tạo thêm kênh nữa nha. Rồi anh chị nha, đây là mã số 6 anh chị, mã số 6 nha. Số 6 cái gì tướng đã rồi. Còn mã số 7 thì anh khách anh mới vô, anh lụm đi mất tiêu rồi nên là khỏi quay nha. Đây là mã số 8, số 8 anh chị, số 8 nè. Có mấy con thôi. Giờ anh em cắt đuôi rồi, cắt cánh rồi, anh em bỏ nuôi nghe gái chơi em bao trống nha. Rồi một con này bị cắt đuôi rồi anh em, nhưng mà cái móng của nó thì một móng biên nó hơi bị ngắn cả nhà nha, không mất móng nhưng bị ngắn móng. Em hành lý 200 thôi. Nè, móng ngắn 200 là mã số 9 nha anh em, bao trống luôn. Rồi. Thì rồi, cả nhà ha, anh em nào chơi bắt con này hay xị thôi. Còn con này á thì em Hào sờ ghim của nó rất là to, tỷ lệ máy rất là cao nên em không có bấm dây bảo hành, em bán giá máy luôn. Anh em nào cần ghép sinh sản thì bắt về con này xui xui cũng ra trống ha. Em để giá 2 xị thôi. Đó, là mã số 10 nha anh em, mã số 10 nha. Rồi ok cả nhà nha. Đó, anh em mình có chơi alo ha. Em Hào vô được có 10 con thôi, nhưng mà con số 7 em bán rồi. Số còn lại thì ở đây cả nhà nè, như con này là bự lắm mọi người. Đó cả nhà ha. Đó là số 3, con này là con số 3 nè. Đang nhảy thon thon. Số 2 đây, lực lưỡng luôn. Số 4 đây ở nhà ha. Đó, bự bự không à. Rồi anh chị em mình chơi alo giùm em Hào nha, alo số điện thoại luôn hoặc liên hệ Zalo cả nhà nha. Rồi chúc mọi người buổi chui vui vẻ nha. Rồi ngày hôm nay em Hào chỉ có nhiêu đây chim thôi, ngày mai nó có về chim mới em sẽ quay phim tiếp cho cả nhà coi nha.